đồng ý khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, để cơ quan chức năng thực hiện việc khởi tố, bắt tạm giam với ông Thái. Tối ngày 1 tháng 5, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 1046, nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội 15 về việc đồng ý khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Nghị quyết được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 4, theo đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Ông Dương Văn Thái, 54 tuổi, quê Bắc Giang, tiến sĩ kinh tế. Ông Thái trưởng thành từ cán bộ văn hóa thông tin, thể dục thể thao thị xã Bắc Giang, sau đó là cán bộ thuế thuộc Chi cục thuế thị xã Bắc Giang. Tới năm 2006, ông Thái trở thành Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, rồi Chủ tịch thành phố Bắc Giang. Từ năm 2014, ông Thái được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang rồi Chủ tịch Bắc Giang từ 2019. Tới tháng 10, 2020, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Tại Đại hội 13 của Đảng, ông trúng cử vào Ban chấp hành T4 Đảng khóa 13, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026. Từ tháng 7 năm 2021, ông Dương Văn Thái được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 15, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Ngày 15 tháng 4, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, cùng 5 người khác, gồm 2 lãnh đạo của Thuận An và 3 cán bộ tỉnh Bắc Giang, về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa nhận hối lộ. Tại Bắc Giang, các ông Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang, Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc và ông Hoàng Thế Du, trưởng phòng Ban Quản lý Dự án tỉnh Bắc Giang, cùng bị bắt về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tới ngày 22 tháng 4, khi mở rộng điều tra vụ án tại Tập đoàn Thuận An, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Sau khi khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, Bộ Công an đã yêu cầu nhiều địa phương như Đắk Lắk, Phú Yên cung cấp hồ sơ liên quan đến các gói thầu của Thuận An. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.